Hello, xin chào anh đã quay trở lại kênh Anime China Trong tập 1 phần 7 của tiêu viêm đại chiến hồn tộc Tiêu viêm hóa thành cơ thể kim cương cao 9m đánh một trưởng vào huyền me Chuyển sang tập 2 phần 7 của tiêu viêm đại chiến hồn tộc Tiêu viêm và huyền ma đều lùi lại về phía sau vài bước Huyền ma bất ngờ về sức mạnh của tiêu viêm có thể trong đó được hắn Hắn xin địa chỉ thăng danh con tiêu viêm ở đâu đến thái hư cổ long Hai ông già đại trưởng lão đấu thánh hai sao trung kỳ của Tây và Nam Đông Đảo đi đến chỗ huyền me. Nhưng đại trưởng lão Thanh Sơn và nhị trưởng lão Đông Đông Đảo cũng xuất hiện chỗ tiêu viêm lên tiếng. Ba Long Đảo Tây Nam Bắc định thể hiện cái gì chỗ này? Trúc Ly đã giới thiệu cho tiêu viêm về hai đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Hai trưởng lão đã cảm ơn tiêu viêm lần này đến trợ giúp Đông Long Đảo. Ngoài ra Trúc Ly liệt kê đội hình bên Tây Đảo có sát độc, Nam Đảo có liệt sơn bắc đảo có huyền ma đều là đấu thánh hai sao trung kỳ lúc này sát độc đài trưởng lão tây nam đảo có chú ý cho đám người đông long đảo mau đầu hàng chưa đánh thêm đông long đảo càng thiệt hại quân số thanh sơn đài trưởng lão đông long đảo không nghe ông sẽ quyết chiến đánh nhau đến cùng khi bọn phản loạn tây nam bắc dám phá bỏ nội quy học sinh của tộc nhưng sát mộc đài trưởng lão tây long đảo đang rất tự tin là đời bà long vương chắc hàng chấm dứt xong tử nhiên công thêm đội quân thiên yêu hoàng tộc đến đây đông long đảo còn chống đối mạnh mồm được đến bao giờ nhi trưởng lão đông long đảo không kiềm chế được cảm xúc vì ba long vương dám nhấc alo gọi điện trợ giúp từ thiên yêu hoàng tộc khi thái hư cổ long có mối thù truyền kiếp với thiên yêu hoàng tộc thậm chí nhi trưởng lão còn nhắc đến chúc khôn long vương từng huấn luyện với đám người sát mộc liệt sơn huyền ma mà giờ bọn này dám phản bội lúc này ba người huyền ma vội vàng giải thích là chú khô Long vương đã mất tích mấy nghìn năm rồi còn về việc nhờ thiên yêu hoàng tộc họ thống nhất xong thái hư cổ long sẽ giải quyết thiên yêu hoàng tộc nhưng đại trưởng lão thanh mộc của đông long đảo kể về ba long vương chỉ là huyết mạch nhánh nhỏ chính ba người đó mới là người chia long đảo thành bốn em bé tự nhiên mới có huyết mạch long vương Truyền đến chỗ tiêu viêm họ nói về việc mấy con chim thiên yêu hoàng tộc trên đường đi đã bị bắn hạ phải về rồi đồng thời tiêu viêm lôi ưng hoàng ra lấy bằng chứng. Do đó huyền ma liệt sơn sát độc đã ho khu khu tiếng rồng, khiến quân đội đấu tôn do 10 tên bán thánh của Tây Nam Bắc vây kín xung quanh đám người tiêu viêm. Quân đội Đông Long Đảo cũng ra tay đánh luôn. Tiêu viêm đan hiếp một tên đấu tôn 9 sao. Tên đấu tôn 9 sao bị tiêu viêm dùng tay ném vào một tên bán thánh phát đổ. Còn tên bán thánh cũng phọt máu mồm trên. Sau đó tiêu viêm đã chạy đi giúp tử nghiên đang đánh nhau trong khe không gian với ba Long vương. Yêu minh tàu trưởng và hai trưởng lão đông Long đảo hãy thủ ở chỗ này. Chuyển đến chỗ tử nghiên trên 18 công. Tử nghiên cầm cây thương màu vàng chiến đấu. Tây Long Vương và Bắc Long Vương đã đánh lén Tử Nghiên. Tử Nghiên đã dùng cây thương để lui được hai ngày. Tây Long Vương xin Tử Nghiên hãy đầu hàng. Dù Tử Nghiên có thể chất Long Hoàng vạn năm, nhưng cơ thể Tử Nghiên chưa phát triển, cô không đánh được ba người họ đâu. Tự nhiên đã kết án cho Tây Long Vương là cho cô chúc hôn mất tích. Tây Long Vương là thằng nội loạn chia Long Đảo thành bốn. Bác Long Vương nói chuyện với Tử Nghiên. Ba người họ cũng có một ít huyết mạch Long Vương. Tử Nghiên đừng đánh nhau nữa. Nhưng Tử Nghiên biết rằng thằng Bác Long Vương chính là thằng đưa ra chủ ý mượn thiên yêu hoàng tộc đến Long Đảo. Sau đó Tử Nghiên vẫn muốn đánh nhau tiếp. Ba Long Vương đã hợp sức đánh Tử Nghiên. Tiêu Viêm đã bật cánh thì nhiều hoàng tộc lao đến đánh một trận đấu ký hoàng tuyển trí, hoàng tuyển trưởng. Là tạo ra một bàn tay cao vài trăm mét đánh vào Ba Long Vương. Ba Long Vương đã đánh nát bàn tay của Tiêu Viêm. Từ Nghiên thấy Tiêu Viêm, cô xin Tiêu Viêm mau rời khỏi chỗ này. Tiêu Viêm không đánh được bọn họ đâu. Tiêu Viêm xin Từ Nghiên cần bao nhiêu thời gian? Từ Nghiên cần Tiêu Viêm có đủ sức mạnh cầm chân 10 phút Ba Long Vương là được. Do đó tiêu viêm đấu thánh 1 sao hậu kỳ chính thức cân 3 đấu thánh 3 sao hậu kỳ Tây Nam Bắc. Tây Long Vương không tin thằng tiêu viêm dám cân 3. Khi tự nhiên đấu thánh môn sao sơ kỳ cũng không đánh được bọn họ. Lúc này Bắc Long Vương đề nghị Nam và Tây Long Vương giết tiêu viêm. Tiêu viêm đã sử dụng thiên dài độc ký hoàng tuyển thiên độ. Là linh hồn trên chán tiêu viêm tấn công. Bắc Long Vương đã chuyên âm cho Nam và Tây Long Vương tiêu viêm sử dụng linh hồn tấn công và điểm yếu chí mạng của ma thú nên ba người bắc tây nam long vương đã tụ tập vận đấu khí phòng thủ nhưng sóng âm linh hồn của tiêu viêm đánh qua ba người bắc tây nam long vương khiến ba người bắc tây nam phật bóng vùng trên bắc long vương vừa nhìn tiêu viêm tiêu viêm ném quả bom thối năm màu vào ba người bắc tây nam luôn làm cho phát nổ trên bầu trời truyền đến chỗ người huyền ma tây nam bắc thấy chấn động lửa khắp bầu trời Họ không ngờ tiêu viêm tạo ra sức phá hoại như thế. Còn đám trưởng lão Đông Long Đảo đang lấy lại tinh thần chiến đấu. Trở lại với tiêu viêm đang cắn thuốc tăng cường sinh lý. Khi hắn đã mất rất nhiều đau khí. Hiện tại ba người Tây Nam Bắc Long Vương đã hóa thành ba con rồng dài hơn vài nghìn mét. Nhưng cơ thể họ đều chảy máu khắp người. Vài rồng mất hơn một nửa. Ba con rồng Đại Long Vương há mồm bắn ba ánh sáng vào tiêu viêm. Tiêu viêm đã sử dụng đau khí Phật độ luân hồi là dung hợp bốn di hỏa tạo thành một vòng lửa to vài trăm mét trong đó. Tiêu viêm đã đẩy lui ba cột ánh sáng quay lại ba con rồng long vương, khiến ba long vương trên người chảy máu nhiều hơn. Nhưng vòng lửa của tiêu viêm đã tan nát. Tiêu viêm bay về phía sau mấy nghìn mét phọt máu bùm trên. Ba con rồng đã lao lên giết tiêu viêm. Tiêu viêm đã phun máu vào tay sử dụng đấu kỹ linh hồn hoàng tuyền thiên Nô. là linh hồn đánh vào ba người long vương. Bắc Long Vương trạng thái rồng nén nỗi đau hóa thành hình dạng con người. Hắn lao vào đánh tiêu viêm vào ngực. Tiêu viêm phật máu mồm trên bay về phía sau. Nhưng hắn cho Bác Long Vương ăn quả bom phật đậu hóa liên bốn màu. Bắc Long Vương bay hơn vài nghìn mét phật máu mồm trên. Lúc này tiêu viêm trên người toàn vết thương đang thở hồng hộc khi lâm trận một thời gian. Nam và Tây Long Vương ở trạng thái con người đã lao vào đánh tiêu viêm. Bàn tay họ hóa thành hai cái chân rồng đánh vào tin tiêu viêm. Từ nghiên cầm kiếm chạm rồng đồ long kiếm đã phi đến chặt cụt cánh tay nam long vương. Từ nhiên tuyên bố thằng nào dám giết cụ xúc xích tiêu viêm của bé, cô sẽ nhốt vào trong trại giáo dưỡng long ngục. Hiện tại nam long vương nhìn thấy từ nhiên có thể triệu hồi ra đồ long kiếm, hắn đã sợ bắn nước ra quần. Khi đồ long kiếm là một loại đấu ký của thái hư cổ long, chỉ người có huyết mạch long vương thuần khiết mới triệu hồi ra. Mà để triệu hồi đồ long kiếm yêu cầu phải đấu thánh 6 sao. Tuy nhiên Tử Nghiên chỉ cần đấu thành 4 sao sau kỳ đã vác được đồ long kiếm. Trở lại với đám người đông long đảo, họ đã khẳng định Tử Nghiên mới là long hoàng thật sự. Kể cả đám người huyền ma cũng hơi e ngại rồi, vì đồ long kiếm chính là kiếm chém được hết toàn bộ tộc nhân. Do đó đại trưởng lão đông long đảo tay chống gậy bay lên bầu trời tuyên bố, đồ long kiếm được triệu hồi. Ai là người long hoàng hãy tự hiểu, chứ mấy thằng bị thiểu năng thiếu iốt mây không biết vì vậy kể cả quân đội đông tây Nam băng rất nhiều người không chịu đầu huyết mạch của tử nghiên bảo phát họ đã quỳ xuống đất thâm hết đầu gối không đánh nhau nữa chuyển đến chỗ tử nghiên tử nghiên tay cầm đồ long kiếm lao vào chém tây long vương tây long vương đã bật ra phòng thủ nhưng đồ long kiếm là kiếm diệt dòng khổng lồ nên cơ thể tây long vương đã bị chém một vết sâu từ vai xuống nam long vương và tây long vương đã quay đầu bỏ chạy Tư Nghiên cầm kiếm chạy qua người Tiêu Viêm chém tay vào Nam Long Vương. Tiêu Viêm phát hiện đầu Long kiếm đang hút tuổi thọ sinh lực của Từ Nghiên, khiến tóc màu tím của cô đang biến thành tóc bạc. Lúc này Tây và Nam Long Vương đã phun hai giọt máu sử dụng đấu ký Long Hoàng Trung. Là hai người kết hợp tạo thành một cái chuông cao vài chục mét bọc cơ thể phòng thủ. Tư Nghiên cầm kiếm chém một nhát cụt chân của hai Long Vương Nam và Tây. Tư Nghiên cầm kiếm đang định chém, Bác Long Vương đã lao đến phun máu túm lấy tay và Nam Long Vương biến mất trong không gian. Trở lại chỗ huyền ma và các trưởng lão quân đội Tây Nam Bắc đang quay đầu chạy như vỡ tổ. Hiện tại Từ nhiên đã cho biến mất đầu Long kiếm màu vàng. Từ nhiên cũng phọt máu ngã từ trên trời xuống. Tiêu viêm đã bay đến lời dùng ôm tự nhiên vào ngực. Hắn đã hạ xuống dưới đất đưa cho tự nhiên một viên kẹo thuốc. Từ nhiên cho biết cô lớn rồi, đừng dù cô là trẻ con nữa. Nhưng tự nhiên vẫn cắn viên thuốc bỏ vào mồm cảm ơn anh em đã xem hết video